thì mẹ bác hỏi, Ông xã trưởng nói thế nào? Tôi không gặp ông ấy. Ông không gặp ông ấy hả? Không, tôi đến gặp mấy người quen ở quán cà phê khi ra thì đã muộn. Ngày mai tôi sẽ đến trụ sở xã. Như thế chắc là ông bác đã cắt đứt việc mua bán với cụ Vitaly rồi. Trên đường về tôi lẫn dẫn nghĩ bụng ông Barberan dắt tôi trở về nhà như thế này chắc có âm mưu gì đây. Nhưng nghe câu cuối cùng của ông Barberan nói với mẹ tôi, tôi hết ngờ vực. Chắc hẳn ông Barberan đã từ chối những điều kiện của cụ Vitali nên mới định đến gặp ông xã trưởng vào ngày hôm sau chứ. Tuy ông Barberan đe dọa, nhưng tôi đã định nói điều tôi nghi ngờ với mẹ Barberan nhưng mẹ không có một lúc nào ngồi một mình suốt buổi tối ông barberin không ra khỏi nhà lên giường nằm tôi tự nhủ đến mai vậy sáng hôm sau thức dậy tôi không thấy mẹ tôi đâu tôi hỏi ông barberin mẹ con đâu mẹ mày xuống làng trưa mới về không hiểu sao sự vắng mặt của mẹ làm tôi sốt ruột quá Tối hôm qua có thấy mẹ nói chuyện xuống làng đâu. Quá trưa, chúng tôi cũng sẽ xuống làng. Sao mẹ không đợi để cùng đi một thể? Mẹ có về kịp trước khi chúng tôi ra đi hay không? Lòng tôi xe lại vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ gì thì tôi không biết rõ. Nhưng tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp xảy đến với tôi. Ông Barbara nhìn tôi với con mắt kỳ quái, làm tôi không yên tâm chút nào. Tôi chạy ra vườn để tránh con mắt ông ta. Cái vườn không lớn nhưng rất quý đối với mẹ con tôi. Trừ bột mì ra, còn thì hầu hết những thức ăn ở trong nhà chúng tôi như khoai, đậu, bắp cải, củ cải, cà rốt đều do mảnh vườn cung cấp vì vậy chúng tôi không bỏ trống một tấc đất nào. Tuy thế mẹ Barbara vẫn dành cho tôi một gốc để tôi trồng đủ mọi thứ cây cỏ nấm rêu. Hãy cứ buổi sáng đi chăn bò, nhặt được thứ gì ở bìa rừng hay chân rào là buổi chiều tôi đem trồng ngay vào vườn của tôi, trồng lẫn lộn, hú họa, thứ nọ cạnh thứ kia, không thành hàng lối nào cả đây không phải là một khu vườn đẹp đẽ sang trọng có những con đường rải cát và những bồn hoa chăn dây thẳng thắn khách qua đường không phải ngẩng cổ dòm lên nó chỉ đơn giản xuền xoàng nhưng nó là của tôi nó đáng yêu cũng chính vì nó là của tôi của cải của tôi gian sơn của tôi sự nghiệp của tôi tôi xếp đặt nó tùy theo ý thích của tôi mỗi ngày tôi nhắc đến nó hàng chục lần cái vườn của tôi tôi trồng những cây cỏ ấy vào mùa hè năm trước đến mùa xuân năm sau đã mọc những giống sớm không cần đợi hết mùa đông đã mọc còn các giống khác lần lượt nối tiếp nhau chính vì vậy mà tính tò mò của tôi lúc bấy giờ được kích thích mạnh mẽ các cây trường thọ bây giờ đã ra nụ mỗi nụ nhú lên một chấm vàng ở bên trên. Cây tử đinh hương đâm những chồi lốm đốm tím và giữa mấy lá anh thảo quăng queo trồi lên những lọc sắp sữa mở xòe ra. Các cây này sẽ ra hoa như thế nào đây? Đó là điều mà hàng ngày tôi nóng lòng chờ xem. Nhưng trong vườn có một nơi tôi theo dõi một cách hồi hộp, chứ không phải vì tò mò. Đó là khoảnh đất tôi trồng một thứ rau củ người ta cho tôi. Thứ rau củ này, cả làng tôi không ai biết. Đó là củ cúc vu. Người ta bảo củ cúc vu ngon hơn củ khoai tây nhiều vì nó vừa có cái vị của artiso, vừa có cái vị của củ cải và nhiều thứ rau củ khác nữa. Vì là thứ rau quý vậy nên tôi muốn dành cho mẹ Barbara một sự bất ngờ. Tôi không nói gì với mẹ về giống cây người ta cho. Tôi cứ đem trồng các củ ấy trong giường của tôi. Khi nó mọc lên, tôi cứ để mẹ tưởng đó là một loại hoa. Đến khi cút phu đã già, tôi nhẹ lúc mẹ đi vắng bới củ lên rồi tự tay tôi nấu nướng. Nấu thế nào đây? Tôi không biết. Khi trí tưởng tượng của người ta bay bổng thì có nghĩ gì đến những trở ngại lặt vặt như thế? Đến khi mẹ về ăn tối, tôi dọn món cúc vu của tôi ra, mẹ sẽ rất ngạc nhiên và thích thú. Vậy là mẹ con tôi đã có một món ăn mới thay cho món khoai tây trường kỳ. Mẹ tôi cũng bớt được nỗi buồn vì đã bán mất con rút xếp tội nghiệp cái người phát minh ra món ăn mới chính là tôi vậy tôi là người có ích trong gia đình đó chứ vì có ý đồ nên tôi chăm chú mong đợi những củ cút vu mọc lên ngày nào tôi cũng ra vườn nhìn khoảnh đất trồng cút vu tôi sốt ruột thấy như không đời kiếp nào những củ cút vu ấy mọc mầm được tôi đang quỳ gối chống tay xuống đất dí mũi nhìn đám cốt phu thì nghe thấy có tiếng ai gọi tôi giật giọng đó là tiếng ông bạc tôi vội vã vào nhà để xem ông ta muốn gì tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cụ vitali và đàn chó của cụ đứng trước lò sưởi tôi đoán được ngay ông bạc gọi tôi làm gì cụ vitali đến để đem tôi đi thảo nào sáng nay lão ranh bảo mẹ tôi đi sang làng bên sớm để mẹ không còn bên giựt tôi nữa tôi biết là không còn trông mong gì vào lòng thương xót của lão tôi chạy đến cụ Vitaly nói cụ ơi cháu van cụ xin cụ đừng đưa cháu đi tôi nói và khóc òa ông cụ dịu dàng trả lời nè cháu ơi cháu đi với ông, cháu không khổ đâu. Ông không đánh đập trẻ con bao giờ. Cháu lại còn được làm bạn với lũ học trò của ông nữa. Tụi nó ngộ nghĩnh và vui lắm. Cháu còn luyến tiếc gì nữa chứ? Ôi, mẹ bác Brân ơi, mẹ bác Brân ơi. Nhất định mày không còn được ở đây nữa. Lão Barbaran lôi tay tôi nói hoặc là ông cụ đây, hoặc là trại trẻ rơi. Mày muốn đằng nào thì muốn. Không, không, mẹ bác Brand, mẹ bác Brand à. Lão bác Brand nổi cơn thịnh nộ quát. À, cái thằng này, phải lấy gậy mà đuổi mày ra mới được. Tao nói là tao làm đây nè. Ông già Vitaly can. Thằng bé này nó quyến luyến mẹ nó. Như vậy là nó có tình, có nghĩa nó tốt đó, đừng có đánh nó. Nếu cụ lại thương nó, thì nó gào già lên cho mà coi. Thôi, ta tính toán đi. Nói rồi, cụ Vitaly xỉa lên trên bàn, tám đồng năm franc. Lão bạc Brand vơ vội, bỏ ngay vào trong túi. Cụ Vitaly hỏi, Thế gói quần áo của nó đâu? kia kìa. Lão bác Brành nói và trỏ một chiếc khăn tay buộc túm bốn góc. Cụ Vitaly cởi nút ra xem chỉ thấy hai chiếc sơ mi và một cái quần giải. Theo chúng ta giao hẹn với nhau thì không phải thế này. Cụ Vitaly ngạc nhiên nói, chúng ta đã nói là ông phải giao quần áo của nó cho tôi. Mà đây thì chỉ có mấy cái rách mướp. Nó không còn gì khác nữa đâu. Lão bác Brann nói giọng lạnh tanh. Nếu tôi hỏi, thằng bé sẽ bảo ông nói không đúng cho mà coi. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn cãi giả với ông làm gì. Tôi không có thì giờ tôi phải đi ngay bây giờ. Thôi, ta đi đi cháu. Tên nó là gì? Remy. Nào, Remy, cầm lấy khăn gói và đi lên trước. Còn Capi, nào, tiến lên, tiến lên. Tôi giờ hai tay về phía ông cụ rồi về phía lão Bác để gian sinh, nhưng cả hai người đều ngoảnh mặt đi. Cụ Vitaly nắm cổ tay tôi. Đành phải đi thôi. ôi cái nhà thân yêu của ta ơi khi ta bước chân qua ngưỡng cửa để xa mày ta thấy như rước ruột để lại tôi nhìn quanh đôi mắt mờ lệ của tôi chẳng trông thấy ai để cầu cứu không một bóng người trên đường cái không một bóng người trên đồng ruộng tôi cất tiếng gọi Nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Tiếng gọi của tôi vang lên rồi lại tự tắt đi trong nước nở. Cụ Vitaly vẫn không buông tay tôi ra. Tôi đành phải bước theo cụ. Lão Barbara nói, chúc cụ lên đường mạnh giỏi rồi quay gót vào nhà. Thế là xong. Nào Remy, chúng ta đi lên nào con. Cụ Vitaly vừa nói vừa kéo cánh tay tôi. Tôi bước đi bên cụ. Cũng may là ông cụ không rảo bước đi nhanh. Trái lại, hình như cụ còn đi chậm lại theo nhịp bước của tôi. Con đường chúng tôi đi là con đường dốc, chữ chi, dòng theo sườn núi. Cứ đến mỗi chỗ ngoặt, tôi lại nhìn thấy ngôi nhà của mẹ bác Brand bé dần bé dần đi tôi cũng đã đi con đường này nhiều lần tôi biết rằng đến chỗ ngoặt cuối cùng tôi sẽ trông thấy ngôi nhà lần chót rồi đi vài bước nữa thì chẳng còn trông thấy gì trước mặt tôi là những miền đất xa lạ sau lưng tôi là ngôi nhà mà tôi đã sống thật sung sướng từ bé tới nay và có lẽ rồi đây tôi chẳng bao giờ còn thấy lại nữa. Đường dốc khá dài, nhưng cứ đi mãi, cuối cùng chúng tôi cũng lên tới đỉnh cao. Cụ Vitaly vẫn không buông tay tôi ra. Tôi hỏi, Cụ có thể cho cháu nghỉ chân một lúc được không ạ? À? Được lắm con à. Lần đầu tiên ông buông tay tôi ra, nhưng đồng thời lại đưa mắt nhìn ra hiệu cho con Capi nó hiểu ý ngay, như một con chó chăn cừu. Nó đang đi đầu đoàn, bỗng quay ngoắt lại đứng sau tôi. Cách sắp xếp đó làm cho tôi hiểu rõ ám hiệu của ông cụ Vitaly lúc này. Con chó Capi là người canh giữ tôi. Nếu tôi rụt rịch chạy trốn, nó sẽ tức khắc ngoạm chân tôi mà lôi lại. Tôi đến ngồi trên bãi cỏ xanh, con capi bám sát luôn không rời một bước. Tôi đưa mắt mờ lệ rõi tìm ngôi nhà của mẹ bác Beran. Dưới kia, cái thung lũng vừa đã qua trải ra thoai thoải. Chặng này là rừng, chặng kia là đồng cỏ. Dưới cùng là ngôi nhà lẻ loi cô quạnh của mẹ tôi. Nơi tôi đã sống tuổi ấu thơ và đã lớn lên ngôi nhà rất dễ nhận thấy giữa đám cây nhất là giờ này không có gió một cột khói nhỏ vàng vàng tuôn lên thẳng tắp đến ngang tầm cao chóp núi chúng tôi đang ngồi nghỉ tôi ngửi thấy mùi thơm của lá sồi khô khi bốc cháy những chiếc lá còn dính quanh mấy cành củi vụn mẹ con chúng tôi nhặt về đốt sưởi trong suốt mùa đông không biết là thật hay là ảo tưởng, có phải ngọn khói kia đã đưa mùi thơm ấy lên cho tôi không. Tôi tưởng như đang ngồi bên bếp lửa, trên chiếc ghế dài nhỏ, chân đặt lên tro. Những lúc có cơn gió lùa vào lò, tạt khói vào mặt chúng tôi. Mặc dù ở xa và cao, tôi thấy mọi vật vẫn giữ nguyên hình dạng của nó. Rõ ràng, chính xác, chỉ có nhỏ lại thôi. Trên đống phân bón, con gà mái cuối cùng của mẹ con tôi đang đi lại tung tăng, nhưng nó không có cái dốc như mọi khi của nó nữa. Nếu không biết nó quá rõ, thì tôi đã nhầm là một con bồ câu non. Tôi trông thấy rõ cây lê ở đầu hồi, với thân cây cong queo đã bao nhiêu năm tôi dùng làm ngựa cưỡi bên cạnh con suối in thành một vệt trắng trên đám cỏ xanh tôi nửa nhìn thấy nửa đoán ra con mương dẫn nước tôi đã hì hục đào để chạy chiếc bánh xe nước tôi tự làm ra tiếc rằng các bánh xe ấy chẳng bao giờ chạy được mặc dù tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức mọi vật vẫn ở nguyên chỗ hàng ngày kia là cái xe cút kích kia là cái cày làm bằng một cành cây vẹo, kia là cái chuồng tôi nuôi thỏ khi nhà còn thỏ, kia nữa là vườn của tôi, khu vườn thân yêu của tôi. Những bông hoa đáng thương của tôi, ai sẽ ngắm nhìn chúng nở? Ai sẽ chăm sóc những cây cúc vu của tôi? Chắc là lão bác Brand, cái lão bác Brand độc ác ấy. Chỉ dơ chân bước một bước nữa là cả những thứ đó sẽ không còn bỗng nhiên trên con đường từ dưới làng đi lên nhà tôi tôi trông thấy một cái khăn trùm đầu trắng cái khăn lúc ẩn lúc hiện sau một khóm cây khoảng cách xa quá tôi chỉ nhận thấy màu trắng của cái khăn chập chờn như một con bướm xuân cánh nhạt đang bay lượn giữa những cành cây có lúc trái tim tôi thấy rõ hơn và xa hơn những con mắt tinh anh nhất. Tôi nhận ra đó là mẹ Barbara, đúng là mẹ. Tôi tin chắc như vậy, tôi cảm thấy như vậy. Chúng ta lên đường chứ cháu? Cụ Vitaly hỏi. Ôi cụ ơi, cháu xin cụ. Thế ra họ nói sai à? Chân cháu chẳng khỏe tí nào mới đi có một quãng mà đã mỏi rồi đi như thế thì một ngày đường chẳng được bao nhiêu tôi không trả lời chỉ nhìn ra xa đúng là mẹ ranh rồi đúng là cái khăn trùm trắng của mẹ đúng là cái váy xanh của mẹ đúng là mẹ rồi mẹ bước hối hả như muốn mau về đến nhà đi đến trước cửa ngõ mẹ đẩy cửa băng qua sân thật nhanh tôi đứng bật dậy trên bờ lũy không nghĩ gì đến con capi nhảy chồm chồm quanh tôi mẹ barberin vào nhà không lâu lại ra ngay và chạy khắp chỗ trong sân hai tay gian rộng mẹ đang tìm tôi tôi chồm người ra phía trước dùng hết hơi sức hét to lên mẹ ơi nhưng tiếng tôi không bay tới chỗ mẹ, cũng không ác được tiếng rì rầm của con suối. Nó bay vào trong không trung. Cụ Vitaly hỏi, Cháu sao thế? Cháu điên à? Tôi không trả lời, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống mẹ bác Nhưng mẹ đâu có biết rằng tôi đang ở đây, nên mẹ không ngẩng đầu lên. Mẹ đi qua sân, rồi lại ra ngoài đường, Nhìn khắp mọi phía, tôi gọi to lần nữa, nhưng cũng như lần trước, vô ích thôi. Cụ Vitaly đã phần nào đoán biết, cụ trèo lên bờ lũy, cụ nhìn ngay thấy chiếc khăn trùm đầu trắng, cụ khẽ than. Tội nghiệp thằng bé! Nghe tiếng kêu thương hại ấy, tôi được thể gian sinh. Cháu vang cụ, cụ cho cháu về! nhưng ông cụ nắm tay tôi dắt xuống đường và nói cháu ơi cháu đã nghỉ ngơi rồi bây giờ chúng ta đi thôi tôi muốn dằn ra nhưng ông cụ giữ tôi rất chặt ông gọi capi debino hai con chó liền vây quanh tôi con capi đi sau con debino đi trước tôi đành phải đi theo ông cụ vậy đi được mấy bước tôi lại ngoảnh đầu lại đoàn chúng tôi đã vượt qua đỉnh núi tôi không nhìn thấy thung lũng cùng ngôi nhà cũ của tôi đâu nữa tích tận đằng xa chỉ thấy những ngọn đồi xanh xanh trải ra đều đặn như muốn leo lên đến tận chân mây tầm mắt tôi mất hút trong khoảng không vô tận